Chào cả nhà nha, mình Hiếu, cây xanh Bình Long ở khu vực Bình Phước, Bình Long Bình Phước ạ. Đây, thì cái vựa cây này mình có một số loại cây. Hôm nay chị mình quay cái cây cây này là cây sung. À, mới bước về được khoảng 3 ngày, trái vẫn còn trên cây. Hoành cây này, hoành gốc nó khoảng 200, đo lên 1 mét nó khoảng 101, cây cao khoảng 6 mét. Đó, anh em nào ở khu vực Bình Long, Trân Thành, Hớn Quản, Lộc Linh, Cù Nho, nó Tân Quang, Tân Hiệp, Tân Khai, Phú Riềng hay gì đó, gần cách trong bán kính khoảng 100 km, anh em có thể liên lạc Hiếu nha. Hiếu sẽ giao cái này cho với giá mềm. Ngoài ra đây còn 3 cây me, một cây hoành 60 cao 6 đến 7 mét, một cây hoành 90 cao 7 mét ở giữa nè, cây giữa đó. Một cây hoành 130 cao 7 mét hơn đó, cây ở bên bìa bên phải đây, màn hình của các bạn. Hoành 130. Có một số cây khác. Cây này là cây vú sữa này, dâm ủ gần 2 năm rồi. Hoành 200 hơn, đo 1 mét. Cây vú sữa ở giữa này hoành 320, đo 1 mét. Chết ngắt. Cây ở bên phải ở xa cao 9 mét, hoành 250 đô mét. Cây này là nó cao lên 2 mét hơn là nó ra 3 thân. Cây mình ít chăm lên là lá nó cũng hơi vàng, có lẽ là nó thiếu nước, đợt thời gian mà trời mưa mình ít tưới, lá hơi vàng này là thiếu kali. Anh em mang về là chỉ cần bón phân là dưỡng chất nó đầy đủ, nó lại xanh lại thôi. Một số cây đường kính 20 đo mét, cây lim sẹc. Rồi, cái này mình